tới rồi, tớ bắt đèn cậu đây. Sách thì sao, đằng nào cậu cũng vẽ sai mét. Cậu làm gì có bố đâu mà cậu vẽ. Đúng rồi, tớ có bố. Các cậu là đồ không biết gì. Cà rốt. Cà rốt không có bố. Cà rốt không có bố. Leo leo. Cà rốt. Mẹ ơi mẹ, các bạn ý vẽ tranh của con. Tại bạn ý vẽ sai. Cô bảo vẽ gia đình mà bạn ý vẽ cả bố vào. Tại sao con lại nói như thế? Làm gì có ai sinh ra là không có bố. Ba con bảo cà rốt không có. Tớ có. Mẹ ơi con có đúng không mẹ? Ừ. Cà rốt có bố. Chỉ là bố của cà rốt đang sống ở chỗ khác thôi. Con nói xé tranh của bạn như vậy là sai đấy. Xin lỗi bạn đi. Nếu như con không xin lỗi bạn, cô sẽ để cà rốt xé tranh của con cho công bằng đấy. Tranh đẹp như thế này bị xé là hơi bị tiếc đấy. Tớ xin lỗi, cậu trả lại tranh cho tớ đi. Cà rốt, con đồng ý tha lỗi cho bạn không? Có ạ. Trả tranh cho bạn đi. Từ sau không được nói như thế nữa nha. Cà rốt đây à? Mẹ Huyền vào nhà nấu cơm rồi ạ. Bác Đông uống cà phê à? Để cháu gọi mẹ nhớ. Không cần đâu. Bác nhớ là cà rốt thì ăn kem đúng không? Bác mua cho cà rốt hẳn 10 cái luôn. Thế à? Đây, cà rốt ăn đi. Cháu xin. À, bác còn có món quà đặc biệt hơn nữa cơ. Cà rốt thích không? Trời màu đỏ này. Bác tôi sai rồi. Đây là cổ phúc. Tóc cổ phúc phải màu đen với cả màu trắng cơ. Thế á? Đây là cổ phúc á? Vâng ạ. Thế còn mẹ Huyền đâu? Mẹ Huyền đây ạ. Tóc mẹ Huyền sẽ là màu đen này. Cho mẹ Huyền mặc quần màu nâu đi. Rồi. Có một bông hoa màu tím ở ngực nữa. Uầy, bác tô mẹ Huyền đẹp thế. Thì mẹ Huyền xinh mà. Thế thì bác tô bố cháu đi. Bố cháu nha. Cho tóc màu nâu này. Tròn này. Đấy. Cà rốt thấy bác tô đẹp không? Bác tô đẹp lắm bác ạ. Cà rốt ơi. Sao xanh lại ở đây? Tôi vào đây tô màu với cà rốt. Cà rốt, tô màu xong chưa? Đi rửa giấy ăn cơm. Mẹ ơi, mẹ nhìn con với bác Đông vẽ đẹp không mẹ? Ừ, con chào bác Đông đi. Để bác Đông đi về nào. Con chào bác Đông ạ. Không cần phải đuổi thẳng mặt như vậy đâu. Dù sao em thấy anh vẽ em cũng đẹp mà. Cảm ơn. Không tiện. Thế bác đi về nha. Lần sau bác lại tới tô màu với cà rốt nữa nhá. Vâng ạ. Chào Huyền. Mẹ ơi, bố trong này nhìn giống bác đâu mẹ nhờ. Từ sau con không được để vào phòng nữa nhá. Vâng ạ. Rửa tay đi.